Bây giờ là bản tin thời tiết trên kênh VTV5. Kính chào quý vị và các bạn. Bão số 8 đang tiến nhanh về phía đất liền của nước ta. Đây là cơn bão rất mạnh khi ở trên Biển Đông. Dự báo là sức gió vùng gần tâm bão có thể mạnh cấp 11, giật cấp 14 trong 24 giờ tới. Do ảnh hưởng của bão thì khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của huyện đảo Hoàng Sa, ngày hôm nay sẽ có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua là cấp 10, cấp 11, giật cấp 14, biển động dữ dội, tàu biển có thể là bị đánh đắm. Ở vịnh Bắc Bộ bao gồm đảo Bạch Long Vĩ cũng như vùng biển từ Quảng Trị xuống đến Quảng Ngãi gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ thì có gió mạnh cấp 6, từ ngày mai tăng lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Huyện đảo Trường Sa thì cũng cảnh báo mưa dông, lốc xoáy, gió khu vực này cấp 6 và giật cấp 8, biển động. Trước diễn biến bão và thời tiết xấu như vậy thì ngư dân cần khẩn trương di chuyển, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc là tìm nơi tránh trú an toàn, neo đậu tàu thuyền đúng cách để tránh sóng gió va đập và gây hư hỏng. Còn ở trên đất liền thì từ đêm mai sang ngày kia, tức là thứ Năm, thì vùng ven biển từ Quảng Ninh trở vào cho đến Quảng Bình sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Một số nơi ở phía Bắc thì hoàn lưu bão có gió cấp 8, giật cấp 10. Vùng có mưa lớn sẽ rộng hơn, đó là khắp khu vực Bắc Bộ xuống tới cả Quảng Trị. Và trong đó từ ngày mai cho đến ngày kia thì trọng tâm mưa sẽ là Thanh Hóa đến Quảng Bình. Lượng mưa phổ biến là từ 150 đến 250mm và có những nơi là trên 300mm cả đợt. Nguy cơ rất cao xảy ra hiện tượng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và hiện tượng ngập úng cục bộ cũng có thể xảy ra tại những vùng trũng thấp ven sông. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì cũng tiếp tục có mưa dông trên diện rộng trong chiều và tối mai. Cảnh báo có nơi mưa vừa mưa to và có nơi mưa rất to. Lượng mưa là từ 50 cho đến 100mm. Cần phải đề phòng với sạt lở ở vùng núi cũng như là ngập úng tại những vùng trũng thấp. Và bên cạnh đó cũng cần phải đề phòng tới tố lốc, sấm sét hay gió giật mạnh có thể đi kèm theo cơn mưa. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các vùng trên cả nước vào ngày mai.